nguyên tắc đầu tiên trong việc dung hòa giữa công việc và gia đình đó là nguyên tắc hạn chế thấp nhất và tốt nhất là không đem công việc về nhà. Tại vì sao mà chúng ta phải áp dụng nguyên tắc này đầu tiên? Bởi lẽ thời gian dành cho công việc đã là rất nhiều trong một tuần, trong khi thời gian dành cho gia đình không bao nhiêu cả. Nếu như chúng ta đem công việc về nhà sau thời gian làm việc thì điều đó đồng nghĩa với việc là dường như chúng ta không còn một chút thời gian nào dành cho những người thân yêu của chúng ta trong chính ngôi nhà của mình. Không đem công việc về nhà có nghĩa là chúng ta sẽ cố gắng tốt nhất, sắp xếp công việc một cách khoa học nhất và nỗ lực một cách cao nhất để khi mà hết thời gian làm việc là những công việc, những yêu cầu, nhiệm vụ trong một ngày chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta bỏ lại cái màu áo của công việc để chúng ta bước về nhà với vai trò và vị trí rất riêng của mình. Có thể là một người vợ, người mẹ, người chồng, người cha, người con trong gia đình. Nếu như công việc mà mang về nhà nữa thì chắc hẳn rằng chúng ta sẽ khó mà làm tròn được vai của chúng ta trong đời sống gia đình. Mà suy cho cùng thì gia đình mới là nơi mà chúng ta đáng để đầu tư nhất. Và suy cho cùng thì gia đình mới là nguồn cội của mọi yêu thương và hạnh phúc trong cuộc sống này với bất kể một ai. We'll be right back.